bạn. Rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Hôm nay ngày 11 tháng 3 năm 2018 với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thảo về chất lượng tải giấy với sức khỏe của trẻ em. Họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Singapore. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giám sát tình hình cải cách tư pháp tại quận Tân Bình, khảo sát tuyến du lịch đường sông nội đô. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng cùng các lãnh đạo sở ban ngành đã có chuyến đi khảo sát tuyến du lịch đường sông nội đô ở các hướng quận 1, quận 4, quận 6, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Với mục đích giúp các bà mẹ có con nhỏ lựa chọn được những sản phẩm an toàn, mới đây một cuộc hội thảo với chủ đề tải giấy trẻ em, sự lựa chọn của những bà mẹ thông thái đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều đại diện sở ban ngành liên quan và được đông đảo người dân quan tâm. Nhân kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh Cộng hòa Singapore ngày 9 tháng 8 năm 1965, ngày 9 tháng 8 năm 2012, sáng nay Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam Singapore đã tổ chức lễ kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Quốc khánh xây dựng đất nước Singapore nhằm bày tỏ tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Singapore. Thực hiện nhiệm vụ giám sát về tình hình cải cách tư pháp, kết quả công tác điều tra phòng chống tội phạm, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tư pháp trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với các đơn vị công an và tư pháp trên địa bàn quận Tân Bình. Bản tin vừa rồi đã khép lại chương trình thực sự trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bao nhiêu ước mơ trong cuộc đời, tôi như mây trôi theo cơn gió lãng du về đâu. Từ khi ta hay quên sau những khó khăn trong đời, mất hết niềm tin và hôm nay ta đã thắp lên những hy vọng vào ngày mai. Rồng Tiên Sa Media thăng hoa giá trị thương hiệu của bạn.